em Trôm Trôm đây. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh xe máy Gradient. Ngày hôm nay thì em Trôm sẽ mang tới cho mọi người hai màu xe Vision cực kỳ là độc đáo với cửa hàng của em Trôm luôn. Và trước khi đi vào thẳng vấn đề thì em Trôm sẽ giới thiệu qua địa chỉ cửa hàng của em một xíu nhá. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn mua xe liên hệ qua số điện thoại của em Trôm là 0325333789. Em Trôm sẽ hướng dẫn và ghim cái định vị qua cửa hàng cho mọi người nha. Và đặc biệt là khi mua xe, mọi người có liên hệ trước với số điện thoại của em Trôm hoặc là có đặt lịch qua Zalo nha. Em Trôm sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe cho mọi người. Rồi, hiện tại hai màu sơn này bên cửa hàng em Trôm đang bán với cái lượng doanh số là nhiều nhất nha. Và các bạn nếu mà quan tâm tới hai màu sơn này hoặc là bên cửa hàng em Trôm còn nhiều màu sơn khác cực kỳ là đẹp luôn và hợp với mọi người hơn thì mọi người hãy IB qua số điện thoại của em Trôm nha để biết thêm thông tin chi tiết. Hiện tại xe Vision bên cửa hàng của em Trôm đang bán với mức giá chỉ từ 33 triệu đồng thôi. Bạn nào quan tâm mua xe trả góp đưa trước cho em Trôm từ 1 triệu đồng trở lên nha. Một củ khoai thôi là mọi người có thể góp được rồi. Và điều đặc biệt đó là thủ tục trả góp cực kỳ đơn giản. Căn cước công dân, chứng minh nhân dân là mọi người có thể lấy xe về rồi nha. Rồi mọi người có thể đi xem sơ qua màu sơn của em xe này nhá. Vision thì là một cái dòng xe mà phù hợp với độ tuổi từ 18 tuổi này đến 60 tuổi này. Tức là cái độ tuổi của nó khá chỉ là nhiều này, rộng này. Đấy, ai cũng có thể sử dụng được nha. Và đặc biệt là màu sắc khá chỉ là nhiều, đa dạng. Các bạn có thể nếu mà trẻ trung năng động, các bạn có thể chọn những cái màu cá tính nổi này, ví dụ như màu cam này mà các bạn đang xem này, cực kỳ là nổi bật này và thu hút ánh nhìn nhá. Đây logo màu vàng đồng này. Đây, đây là bảng 2023 nhá. Dàn nhựa trong của em nó là màu đen nha mọi người. Đây, khóa thông minh này. Cực kỳ là đẹp nhá. Và màu bên này cũng là một màu sơn 3D luôn. Đây là màu xám ánh tím nhá mọi người. Màu xám ánh tím nhá. Trôm thấy là thời gian vừa qua các anh chị săn lùng cái màu này cũng rất chỉ là nhiều. Và các bạn nhìn đầu đèn này, đầu đèn xe này là bên cửa hàng em Trôm đã độ lại rồi nhá. Còn cái đầu đèn zin của xe Vision là đang sử dụng đèn halogen nhá. Đây màu sơn cực kỳ mịn luôn nha. Sơn bảo hành 3 năm cho mọi người nhá. Về các thông số kỹ thuật của xe Vision thì khá là phổ biến rồi. Mặt đồng hồ thì cũng khá chi là đơn giản. Gồm các thông số kỹ thuật bình thường thôi. Ví dụ như là km này, rồi sinh nhan trái, xăng, rồi hiển thị giờ giấc cho mọi người cùng tham khảo thôi nha. Nó rất chi là dễ sử dụng đối với nhiều đối tượng. Nếu mà các bạn muốn sử dụng cái chìa khóa thường nó dễ thì sẽ có chìa khóa thường. Còn nếu mà muốn thông minh tiện lợi hơn thì có chìa khóa thông minh cho các bạn luôn nha. Mọi người quan tâm đến cái mẫu xe Honda Vision này thì liên hệ qua số điện thoại của em Trôm là 0325 333 789 để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.